mình là Mỹ Uyên. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr Zero. 5 trận bán kết kịch tính đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá. Ở trận bán kết World Cup năm 2018, tuyển Anh sớm tạo lợi thế ngay từ phút thứ 5 nhờ bàn thắng của Trippier, cũng như nắm thế trận chủ động trong hiệp đầu tiên. Đã có không ít cơ hội được tạo ra, nhưng Harry Kane cùng đồng đội đã không tìm thêm được bàn thắng để gia tăng khoảng cách an toàn. Anh đã để Perisic đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 68 với tinh thần tuyệt vời của Croatia. Họ đã thắng ngược 2-1 trong hiệp phụ nhờ công của Mandzukic, khiến Harry Kane cùng đồng đội trải qua cảm giác khó nuốt trôi. Dẫn trước và chiếm ưu thế nhưng lại để thua ngược ở một trận chiến mang mốc lịch sử, lấy vé tranh ngôi vương World Cup 2018. Người Anh sẽ phải hối tiếc vì cái giá phải trả cho sự phung phí và ngây thơ của mình. Cùng xem lại 5 trận bán kết kịch tính đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá nhé! Để thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo! Pháp 1-0 Bỉ World Cup 2018. Năm 2018, Bỉ và Pháp dắt tay nhau bước vào trận bán kết thứ nhất, cuộc đối đầu được xem như trận chung kết sớm của World Cup năm đó. Cả hai đội đã nhập cuộc như những gì mà người hâm mộ mong đợi. Ngay ở pha bóng đầu tiên, Mbappé đã có tình huống đột phá rất nhanh bên cánh phải, nhưng đường chuyền vào trong của anh bị cản phá. Pháp tấn công tốt trong những phút đầu, nhưng sau đó, Bỉ là đội bóng ép sân và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 19, Hazard rẽ bóng vào từ cánh trái, rồi tung cú cửa lòng chân phải cực kỳ khó chịu, khiến Varane suýt chút nữa có pha đánh đầu phản lưới nhà. Ngay sau đó, Andre Gomes xoay người kết thúc hiểm bằng chân trái. May cho Pháp là thủ thành Lloris đã bay người cứu thua xuất thần. Ở 15 phút cuối hiệp 1, Pháp bắt đầu tấn công tốt hơn. Bavac tạt bóng cho Giroud lắc đầu, đưa bóng bay sạc cột dọc. Và khi bước sang hiệp 2, Pháp đã ghi bàn thắng sớm. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Griezmann tạt bóng vào đúng tầm cho Umtiti thoát khỏi sự kèm cặp của Fellaini, đánh đầu ở góc gần tung lưới Bỉ, mở tỷ số trận đấu. Từ đây, tuyển Bỉ buộc phải dồn lên tấn công nhưng không một lần làm tung lưới Pháp. Ngược lại, những chú gà trống Goloa cũng nhiều lần phản công nhưng cũng không thể nhân đôi cách biệt. Với chiến thắng sít sao 1-0, Pháp đã vượt qua tuyển Bỉ để giành quyền đi tiếp vào trận chung kết. Croatia 2-1 Anh World Cup 2018. Croatia và Anh đụng độ ở trận bán kết thứ hai để cạnh tranh cho tấm vé bước vào chung kết. Dàn cầu thủ trẻ của Tam Sư đã gây bất ngờ lớn cho đội bóng áo caro với bàn mở tỷ số từ khá sớm nhờ cú sút phạt hàng rào tuyệt đẹp của Kieran Trippier ngay phút thứ 5. Tuyển Anh phải nói là đã có 45 phút đầu tiên chơi trên chân đối thủ, nhưng các chân sút của họ lại không thể tận dụng thành công các cơ hội tạo ra để nới rộng cách biệt. Bước sang hiệp 2, Croatia giành lại được thế trận và tất yếu là bàn thắng gỡ hòa đã đến. Ivan Perisic là người lập công ở phút 68, trong khi tuyển Anh tự đánh mất mình. Croatia bền bỉ chiến đấu trong suốt thời gian thi đấu hiệp phụ. Cuối cùng, đoàn quân của huấn luyện viên Zlatko Dalic cũng được đền đáp xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi với bàn thắng quý hơn vàng ở phút 109 của Mario Mandzukic. Chiến thắng 2-1 chung cuộc trước người Anh đã đưa Croatia vào lịch sử khi trở thành một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới với dân số chỉ vỏn vẹn 4 triệu người từng lọt vào trận chung kết World Cup. Đây là một kết quả mà không mấy ai dám nghĩ tới, mặc dù phần thắng nghiêng về Croatia đã được dự báo trước khi trận đấu bắt đầu bởi chú hổ tiên tri Bartek. Đức 7-1 Brazil World Cup 2014. Trước trận bán kết World Cup 2014, Brazil được đánh giá cao hơn và được kỳ vọng sẽ lần thứ 6 đăng quang ngôi vô địch khi là nước chủ nhà. Thế nhưng chấn thương của ngôi sao Neymar cùng sự hiệu quả đến kinh ngạc của người Đức đã khiến Selecao nhanh chóng gục ngã sau những đường lên bóng sắc bén của những cỗ xe tăng Đức. Với hàng tiền vệ chất lượng hơn hẳn, Đức dễ dàng làm chủ trung tuyến và sớm có bàn mở tỷ số nhờ cú đệm bóng hiểm hóc của Muller. Tiếp sau đó, Klose và Cross thay nhau ghi bàn giúp Đức dẫn trước Brazil 4-0 chỉ sau 25 phút thi đấu. Tuy nhiên, đây chưa phải bàn thắng cuối cùng mà nước chủ nhà World Cup 2014 phải đón nhận ở trận đấu này, khi Khedira ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 sau pha kiến tạo của Ozil. Người hâm mộ Brazil đã ôm nhau khóc trên khán đài. Brazil còn tiếp tục nhận thêm hai bàn thua sau cú đúp của Andre Gomes. Về cuối trận, Oscar chỉ kịp ghi bàn thắng danh dự cho Brazil. Tỷ số 1-7 là kết quả mà Selecao không ngờ được khi họ phải nhận trận thua đậm nhất tại vòng bán kết World Cup. Trong khi đó, tuyển Đức với dàn cầu thủ đang ở độ chín trong sự nghiệp cùng các lão tướng như Klose, Podolski đã tạo nên cơn địa chấn thực sự, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết để rồi sau đó thành công đoạt chức vô địch lần thứ tư trong lịch sử. 4. Uruguay 2-3 Hà Lan World Cup 2010. Tháng 7 năm 2010, Hà Lan và Uruguay đã có một màn trình diễn chặt chẽ trong trận tranh vé vào chung kết World Cup. Bởi tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội đều đề cao tinh thần thận trọng trong màn khai cuộc. Hà Lan đã có phần tỏ ra lép vế trước các cầu thủ đến từ Nam Mỹ. Tuy nhiên, Hà Lan mới là đội có cơ hội nguy hiểm trước. Ngay từ phút thứ tư, Đứt tung ra cú volley vọt xà ngang khung thành thủ môn Muslera sau pha đấm bóng của thủ môn Muslera. Đến phút 18, sau một loạt pha đan bóng, thủ quân đội Hà Lan Van Bronckhorst bất ngờ tung cú sút từ khoảng cách hơn 30 m, bóng đi vào góc cao khung thành của thủ môn Muslera, mở tỷ số trận đấu. Có được bàn mở tỷ số, các cầu thủ Hà Lan chơi chủ động, những đường lên bóng của họ thanh thoát hơn, nhưng họ lại bất ngờ bị thủng ngay trước giờ nghỉ giữa trận đấu. Thủ thành Sterling dù đã rất cố gắng nhưng cũng không thể cản phá được cú sút quá khó của Diego Forlan, và một điều là tỷ số của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Hà Lan gặp nhiều khó khăn hơn khi Uruguay chủ động đẩy cao đội hình nhằm gia tăng sức ép. Tuyến giữa của Hà Lan chơi không thực sự tốt khi tổ chức tấn công không hiệu quả và hỗ trợ phòng ngự không đảm bảo. Thế nhưng trong lúc tưởng như khó khăn nhất thì Hà Lan còn có Wesley Sneijder, số 10 của Hà Lan đã tỏa sáng đúng lúc khi vào phút 70, từ một cú sút ngay gần vạch 16m50, bóng đi chìm, đập vào chân của một hậu vệ Uruguay đi thẳng vào lưới. Wesley Sneijder đã nâng tỷ số lên 2-1. Khi mà các cầu thủ Uruguay còn chưa kịp định thần thì chỉ 3 phút sau, Kuit thực hiện quả tạt rất đúng tầm từ cánh trái để Robben bật cao lắc đầu điệu nghệ, đưa bóng vào góc xa khung thành Uruguay trong sự bất lực của thủ thành Muslera. Ở những phút cuối, kịch tính trận đấu được đẩy lên cao khi Hà Lan để Uruguay gỡ lại một bàn và trận đấu được cộng thêm 5 phút bù giờ. Khung thành Hà Lan liên tiếp bị đặt vào thế nguy hiểm trước nỗ lực tấn công của các cầu thủ Uruguay. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc vẫn là 3-2 nghiêng về cơn lốc màu da cam. Năm, Đức 0-2 Ý World Cup 2006. Trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2006, tuyển Đức thi đấu ngay trên sân nhà và thầy trò huấn luyện viên Klinsmann được kỳ vọng sẽ mang về thêm một chiếc cúp vô địch nữa, nhất là sau khi đánh bại Argentina tại tứ kết. Đức lại càng tự tin khi chạm mặt một tuyển Ý đang không được đánh giá quá cao sau hàng loạt bê bối liên quan đến dàn xếp tỷ số. Trong suốt hiệp 1, người Ý hoàn toàn chiếm ưu thế khi khiến khung thành của thủ môn Lehmann liên tục chao đảo. Tuy nhiên, họ vẫn không thể một lần nữa đưa bóng vào lưới chủ nhà Đức. Ngược lại, tuyển Đức dù bị dồn về phần sân nhà chống đỡ nhưng thỉnh thoảng vẫn có những pha tấn công nhanh sắc bén. Dù vậy nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp thi đấu đầu tiên. Không hiểu trong thời gian nghỉ giữa trận đấu, ông Klinsmann đã nói gì với các học trò mà tuyển Đức chơi mạnh mẽ hơn hẳn trong hiệp 2 khi giữ được thế trận tương đối tốt, để rồi cùng ăn miếng trả miếng với người Ý. Sân vận động Westfalen ở thành phố Dortmund trở nên vô cùng ngạt thở với những pha đôi công không khoan nhượng giữa cầu thủ hai đội. Hòa nhau sau hai hiệp chính, Đức nhận trái đắng ở cuối hiệp phụ thứ hai khi hậu vệ Fabio Grosso cứa lòng chân trái mang về bàn mở tỷ số cho Italy sau đường chuyền của Andrea Pirlo. Đội chủ nhà sau đó dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng ít phút sau họ lại nhận thêm một bàn thua nữa từ Alessandro Del Piero. Một kết quả đau lòng cho tuyển Đức khi được chơi trên sân nhà, nhưng rồi phải chấp nhận khép lại giấc mơ vô địch. Tuy phải dừng bước ở đây, nhưng những cống hiến của tuyển Đức tại đây cũng đã góp phần tạo nên một trong những trận đấu hay nhất của World Cup 2006. Vừa rồi là những trận bán kết đáng nhớ trong lịch sử các kỳ World Cup gần đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.